Bạn muốn làm đẹp nhưng không cần phẫu thuật thẩm mỹ. Bạn đang muốn tiêm chất làm đầy. Bạn đang tìm kiếm nơi thẩm mỹ an toàn. Tất cả sẽ được giải đáp trong video ngày hôm nay. Trong giới làm đẹp nói chung và đối với người Việt Nam nói riêng thì cụm từ tiêm filler đã không còn xa lạ với mọi người nữa. Vậy thì Thanh Tâm có biết tiêm filler là gì không? Tiêm filler chính là tiêm chất làm đầy vào vùng mặt hoặc là vùng cơ thể của mình để nhằm mục đích là tăng thêm thể tích nè và tạo hình cái vùng da đó theo ý muốn của mình. Thành phần chính của filler đó chính là acid hyaluronic, có tác dụng như là một chất tự nhiên, khi đưa vào cơ thể thì sẽ rất là tương thích với cơ thể của con người, không hề gây ra kích ứng cũng như là ảnh hưởng gì đến sức khỏe và thẩm mỹ của khách hàng. Vậy thì không biết là Thanh Phong có biết là filler được tiêm vào những vùng nào trên cơ thể hay không? Filler thì được tiêm vào 6 điểm chính ở trên gương mặt, đó chính là thái dương, hõm má, rãnh mũi má, mũi, môi và cằm. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đi phân tích từng vùng nha Phong ha. Đúng rồi. Đầu tiên đó chính là tiêm filler thái dương. Bác sĩ sẽ sử dụng kim tiêm rất nhỏ tiêm filler vào vùng thái dương, giúp cho phần thái dương của chúng ta được trông đầy đặn hơn, giúp cho các chị em phụ nữ có một gương mặt hài hòa và trông xinh đẹp hơn. Vị trí thứ hai được tiêm filler đó chính là hõm má. Đây là vị trí làm cho chúng ta trở nên hốc hác và nhìn không có được tươi trẻ, thì tiêm filler chính là lựa chọn hoàn hảo vì sẽ khắc phục ngay lập tức cái khuyết điểm này trên gương mặt khách hàng, làm cho khách hàng lấy lại sự tươi trẻ và tự tin. Vị trí thứ ba là filler rãnh cười hay còn gọi là râu rồng. Rãnh cười thì thường xuất hiện do hai yếu tố, đó là do di truyền hoặc là do thói quen sinh hoạt của chúng ta. Phương pháp filler rãnh cười sẽ giúp chúng ta xóa bỏ đi phần rãnh cười, trông chúng ta sẽ tươi trẻ hơn, và đây chính là phương pháp hiệu quả và an toàn nhất hiện nay. Vị trí tiếp theo đó chính là vị trí mà được rất nhiều khách hàng yêu thích, đó chính là tiêm filler vào mũi. Đây là một phương pháp làm đẹp không cần phẫu thuật. Bác sĩ sẽ sử dụng một chiếc kim tiêm nhỏ chuyên dụng, đưa chất làm đầy filler vào mũi của chúng ta, sau đó cân chỉnh lại dáng mũi, S-line, L-line theo mong muốn của khách hàng. Đây là phương pháp nâng mũi không xâm lấn, không đau, mà đem lại cho chúng ta hiệu quả cao và được rất nhiều khách hàng yêu thích. Wow, nghe hấp dẫn quá phải không nào? Và một vị trí tiếp theo cũng là một vị trí mà được rất nhiều chị em quan tâm, đó chính là filler môi. Thì filler môi sẽ giúp cho quý khách hàng có được một đôi môi đẹp mà không cần phải trải qua bất kỳ cuộc phẫu thuật nào. Bác sĩ sẽ sử dụng kim chuyên dụng tiêm chất làm đầy vào môi, sau đó điều chỉnh cho chiếc môi được phù hợp với gương mặt của từng khách hàng. Và khách hàng sẽ có ngay một đôi môi đẹp mà không cần phải trải qua bất kỳ cuộc phẫu thuật nào và cũng không cần phải nghỉ dưỡng ngay sau đó. Và vị trí cuối cùng đó chính là filler cằm. Đây là một phương pháp không cần phẫu thuật thẩm mỹ, không cần đụng chạm đến dao kéo. Bác sĩ sẽ sử dụng một lượng filler vừa phải tiêm vào cằm, sau đó thì nắn chỉnh, điều chỉnh cái khuôn cằm của chúng ta. Chỉ sau 5 phút thì bạn có thể sở hữu được một chiếc cằm V-line thời thượng, trẻ trung và xinh đẹp. Filler được xem là một phương pháp an toàn và hiệu quả nhất hiện nay. Filler thì hoàn toàn tương thích với cơ thể, không gây ra bất kỳ biến chứng hay dị ứng nào, không cần phải kiểm tra trên da trước khi thực hiện, và filler thì có thể hoàn toàn phân giải trong cơ thể. Và nếu như bạn còn đang băn khoăn không biết là mình có nên tiêm filler hay không, hoặc là tiêm filler vào những vùng nào, thì hãy đến ngay với Viện Thẩm mỹ Nguyễn Du. Chúng tôi có một đội ngũ nhân viên tư vấn chuyên nghiệp, có bác sĩ với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thẩm mỹ, sẽ giúp bạn có được một nét đẹp, không cần phải phẫu thuật thẩm mỹ, nét đẹp tự nhiên. Hiện tại thì Viện Thẩm mỹ Nguyễn Du đang có các chương trình khuyến mãi dành cho dịch vụ tiêm filler. Quý khách hàng nào chúng ta đang có nhu cầu thì hãy nhanh tay liên hệ với Viện Thẩm mỹ Nguyễn Du qua số hotline 0938 442 998 hoặc là đến ngay địa chỉ số 355 Võ Văn Tần, phường 5, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh để được tư vấn trực tiếp. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.